Sốc, tặng quà cưới bằng 10 lít xăng, dân mạng rần rần tranh cãi, chỉ nhìn thôi đã thấy ớn. Tuy có tính độc lạ, nhưng hành động nguy hiểm của nhóm bạn này cũng đang gây tranh cãi. Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ những hình ảnh, hồi bạn thân tặng cô dâu mâm quà cưới là 10 lít xăng, được nhiều người gây chú ý. Theo hình ảnh chia sẻ, các chai xăng được đóng cẩn thận, dán thêm chữ hỷ, đính kèm lời chúc trăm năm hạnh phúc. Nhóm thanh niên bê mâm quà trang trọng, check-in tại cây xăng. Ngay sau khi được chia sẻ, những hình ảnh đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Bên cạnh những lời khen cho món quà độc đáo ở thời điểm xăng lên giá, nhiều người cũng bày tỏ lo ngại về tính an toàn khi mang xăng tới mừng đám cưới nơi đông người. Phía dưới của bài đăng của cô dâu, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự hài hước, ngỡ ngàng về món quà độc nhất vô nhị này. Quà cưới độc lạ và rất thực tế, đúng món quà xa xỉ nhất thời điểm này rồi, tài khoản Facebook LN viết. Nể phục nhóm bạn nghĩ ra ý tưởng tặng quà cưới độc đáo thế này, đủ cho cô dâu di chuyển xe máy làm cả một tháng, bạn KC bình luận. Bên cạnh những bình luận thích thú cũng xuất hiện một số ý kiến trái chiều, cho rằng quà cưới từ hiện vật này dễ gây nguy hiểm. Món quà không chỉ vui mà cần đảm bảo an toàn nữa, tặng xăng như vậy có thể dẫn đến cháy nổ bất cứ lúc nào, bạn KG đặt câu hỏi. Mình không ủng hộ ý tưởng này lắm, tiềm ẩn nhiều rủi ro, đám cưới đông người, ai cũng tất bật nhiều thứ thì không nên tặng hiện vật dễ nguy hiểm như vậy, tài khoản IN nói. Được biết cô dâu nhận món quà độc nhất vô nhị này là chị Khánh Họa, sinh năm 1994, quê Bắc Giang. Cô dâu cho biết, mình có một nhóm bạn thân học chung hồi cấp 3, cứ mỗi thành viên trong nhóm lập gia đình thì những người còn lại sẽ nghĩ ra các món quà độc đáo để tặng cùng với dress code. Trước đó, mình chọn tông màu xanh để mọi người tìm kiếm trang phục cho phù hợp, nên vô cùng bất ngờ, không thể nghĩ tới ý tưởng tặng xăng Torchstone như này. Cụ thể, trước ngày cưới diễn ra, cô dâu chọn dress code cho cả nhóm là màu xanh lá, vì hai vợ chồng cô cùng làm ở Vietcombank. Do đó, cả team đã nảy ra ý tưởng tặng xăng, vì xăng A92 cũng có màu xanh. Bên cạnh đó, cô dâu Khánh Hòa thừa nhận có chút e sợ, lo ngại nguy hiểm khi nhận hiện vật cưới là 10 lít xăng từ nhóm bạn thân 13 năm. Sau đó cô đã nhanh chóng đổ hết xăng vào xe máy, ô tô của mình và gia đình để đảm bảo an toàn. Về ý tưởng tặng xăng làm quà cưới, Hoàng Đại, một thành viên trong nhóm tiết lộ, vì thời điểm xăng tăng giá đang thu hút sự quan tâm và tác động đến cuộc sống của nhiều người, đồng thời họ muốn chọn hiện vật có cùng tông màu với trang phục xanh. Ngân hàng, nơi cô dâu chú rể làm việc có thiết kế màu xanh, nên cả nhóm nảy ra ý tưởng tặng xăng vì cùng màu sắc. Chúng mình cũng chọn con số tròn trịa là 10 lít nhằm thể hiện ngụ ý về sự giàu sang phú quý, chúc cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc. Và bao nhiêu chai xăng là bấy nhiêu em bé, Đại hài hước nói. Vì món quà rất đặc biệt nên nhóm bạn cẩn thận chọn vị trí trao tặng ở phía ngoài rạp cưới lúc có ít người qua lại. Sau đó các thành viên cùng hỗ trợ cô dâu đổ xăng vào xe, đảm bảo an toàn nhất có thể. Đại chia sẻ thêm, trước đó nhóm đã tặng nhiều món quà cưới độc đáo như đồ phụ kiện nhà WC với tông màu hồng, những con lợn đất với tiền mừng tông màu trắng và đỏ, bao gạo và xe đạp tông trắng đen, mì tôm, thùng đựng rác màu cam hay tráp xăng E92, tương ứng với 5 thành viên đã lập gia đình của nhóm. Chị NB, một người bạn thân của cô dâu cho biết, cả nhóm chọn tặng 10 lít xăng, số chai để đầy mâm vì con số 10 tròn đẹp và cũng là lời chúc đến cô dâu sẽ sinh được bấy nhiêu em bé. Khi nhận được quà, cô dâu cười tít mắt vì món quà của nhóm bạn thân bao giờ cũng độc lạ, tâm huyết và trang chứa tình cảm những người bạn dành cho mình. Hiện món quà vẫn đang gây ra hai luồng tranh luận. Có người khen món quà độc đáo, người thì chỉ trích nhóm bạn đã mang quá nhiều xăng đến đám cưới gây mất an toàn.